Bà Nguyễn Phương Hằng thông báo ủng hộ thêm 10 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, đồng thời quyết định sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ ngày 2 tháng 10. Ngày 2 tháng 10, đại diện công ty cổ phần Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng hủy livestream là chính xác. Trong văn bản đề ngày 2 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, phó tổng giám đốc công ty Đại Nam kiêm tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam thông báo đã quyết định sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Mọi tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung tương tự đều là giả mạo. Về lý do ngưng livestream, theo bà Hằng, vì lý do sức khỏe và mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đại diện công ty cổ phần Đại Nam cũng xác nhận chuỗi chương trình chung tay chung sức, chung một tấm lòng nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 sẽ ngưng và không tiếp tục tổ chức như kế hoạch trước đó. Kế hoạch tổ chức các ngày 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10. Do đó, từ ngày 2 tháng 10, số tài khoản của công ty cổ phần Đại Nam dùng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt trong chương trình này sẽ chính thức đóng lại. Trước đó, Đại Nam thông báo sẽ miễn phí vé tất cả các dịch vụ vào các ngày 29 tháng 9, ngày 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và 20 tháng 10. Bà Nguyễn Phương Hằng mong muốn cộng đồng tiếp tục quyên góp và ủng hộ hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái thông qua số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù. Vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai. Tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái đời drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là pha kè. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết. Vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài, cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Bây giờ ai nè, bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô quỹ Mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì vấn đề này tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi giục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trượt tắt nào. Tôi biết những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật. Một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này, và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi, và tôi chửi thuê cho ai? Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau, tôi cũng biết kêu trời. Vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì, thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật. Dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Cuối cùng tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều,
kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do, thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Đại Nam cùng mọi người xây lại những giấc mơ. Hãy cùng Phương Hằng, cùng Đại Nam yêu dấu, chung tay vì miền Bắc vượt qua bão lũ này. Ca khúc này thể hiện tinh thần đoàn kết, kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp giúp đỡ miền Bắc đang gặp khó khăn do bão lũ, đồng thời